Tao chờ luôn anh nha. Để nó lát về em gáp cho, để em sau về em gáp cho em ơi chị hát. Chị không nhắc em cũng quên luôn đó. Hả? Trời ơi, khỏi lâu lấy đi. Chị lên chị coi rồi. Chị nói cho em ký đẹp quá vậy. Không mà theo như bọc lễ cho lịch sử chứ. Bọc lễ chứ. Lấy hai cho mì để đi. Trời ơi, thì ngon cơm rồi. Để tự góc nội ơi. Thì bây giờ mình di chuyển họ ra ngoài để mình bọc băng keo lại nghe anh chị. Tại vì là lúc mà đầu tiên cũng có bọc băng keo rồi, nhưng mà gia đình lên mua là người ta coi mình phải xé ra cho người ta kiểm tra hòm gương như thế nào đó. Rồi ta ưng bụng rồi giờ mình khiêng ra ngoài. Khiêng ngoài xong cái mình bọc băng keo lại rồi mình di chuyển đi nghe anh chị. Rồi quấn băng keo lại cho nó sạch sẽ đẹp đẽ, khi mình chạy trên đường đi khi bụi bặm này kia nó bám vô. Cái đó cái đít đó ông ơi. Đi ra vậy? Cái đít thì đi xuống đít đi. Ừ. Đít xuống đi. Con đầu này cho. Thôi bây giờ hai thằng bên đi. Mượn ổng lên cái nữa đi. Gì vậy? Hai người hả? Không thấy đường nghe cha. Không thấy đường nghe không? Không thấy đường nghe. Ờ không để tao cao cả chứ từ bước. Có quận thấy đường gì đâu ước. Nghe mũi giỏi chưa vậy? Nghe mũi rồi đó. Khoan để xuống cái trời. Ờ để xuống cái này. Nó không có thế nữa. Không phải không? Hả? Có nghiêng không bác Tư? Có nghiêng không? Khỏi thắng đâu, nó không lắc đâu bác Tư ơi. Khỏi. Để cho bác Tư. Rồi bây giờ em đi xe lại tới chỗ đám trước nha anh chị. Võ thì chạy sau lưng từ từ. Thì hiện nay em đi là cũng tới chỗ rồi đó. Rồi vậy là mình qua thêm một cái phà nhỏ nữa nghe anh chị. Cái phà này người ta nhà ta tự đóng à. Không phải loa nhỏ. Loa nhỏ mà lộn cái là loa bự rồi chạy vô đây mới gọi là loa nhỏ. Còn kia là kinh Tấm An. Ủa kinh Lô 8. Thì đóng ta làm dây kéo qua lại đó mình khỏi công đi rước. Nãy giờ em chạy cũng hơi lạc đường, cũng đâu 4-5 cây số gì vậy. À này đưa đá luôn. Rồi giờ mình qua tới nhà nghe anh chị. Rồi mình vô xem thứ cây có đông không anh chị, tại vì cũng mới mắc rồi chắc cũng không có đông gì mấy đâu. Nhưng mà tại vì ở đây cũng hơi xa vắng nữa anh chị. Tối nay chắc nghĩ chắc đông lắm đâu. Thấy con heo. Thì bây giờ Võ chở hòm cũng đã đến rồi nghe anh chị. Em chuẩn bị sắp xếp đồ đạc khiêng hòm lên và chuẩn bị tới giờ để liệm cho bà luôn.
tại vì bà mới mất ở lúc 7 giờ sáng, mà khi vận chuyển hòm đi lòng vòng nãy giờ cũng 2 tiếng mấy đồng hồ. Vì cho nên là khi mà khiêng đồ lên thì chắc cũng còn 1-2 tiếng nữa là liệm cho bà luôn nha anh chị. Thì em xin mời anh chị mình đón xem video từ từ, tại vì giờ vô khâu của em làm việc rồi, em không có nói chuyện nhiều được. Tại vì mình vô tới nhà người ta mình không có review được đâu anh chị, mình không nói được. Cái này là em xin quay lại chia sẻ lại cho gia đình người ta xem, để cho con cháu của gia đình ta đó, là có những anh chị đi bằng xa chưa có về, thì em xin quay lại gửi lại đến cho anh chị mà hiện nay chưa về kịp để xem lại. Còn mà nói về để em review mà trong cái đám ma mà em review mà em gửi em đăng lên để xem này kia nọ thì chắc em không dám làm nha anh chị. Này em quay gửi tặng gia đình ta. Để lên vỏ cái ông nội ơi. Đó giò đó nè. Rồi. Chết ông sao. Rồi ở trên lấy đi. Ông sao ổng chủ mà. Rồi. Ê, tao lên đâu được đâu. Tại chỉ để người ta. Rồi. Đó. Chỉ để nha. Rồi ok. Rồi đầu đít đó nghe tại. Rồi biết rồi. Thế ở sau này ghe vô nhau. Rồi, quay đầu lại, quay đầu lại. Rồi, để xem. Nhẹ nhẹ thôi. Dạ vậy không? Đá đứt vào đây tí xíu hả? Hay là mình ấy cái đầu? Anh ta chạy ôn thôi chứ người thấy hỏi ai nữa gì vậy? Nói nghe cầu tiền tiếng là tôi biết đường ta đi rồi. Nói lưa nhỏ mà cuối cùng đi cũng lộn luôn. Lộn lưa nhỏ. Mới lưu 8 là vẹo vô rồi. Đâu có thấy lưa đâu vẹo. Con sắp tới bạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có chút xíu mà điện hoài luôn trời. Lấy khăn đỏ để mặt bà lại giùm. Rồi cái đó em đậy vô góc đi. Đốt luôn đi chị. Khẩu ghim sẵn ta cầm ta bắn ên dễ hơn ghim nó hơi khó hơn. Kéo cái chốt ra chưa? Rồi sau khi đi liệm xong về mình ghé tiệm mình gửi xe nha anh chị. Thường thường là người ta đi liệm về người ta tắm, còn em thì em đi liệm về em gửi xe không à. Rồi xong như là em vô ngủ rồi đó. Rồi em xin chúc anh chị trong video được nhiều sức khỏe nha. Em xin kết thúc video tại đây.